Tiếp tục chương trình thời sự tối, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, giới chức Israel cho biết nước này đang quan sát những diễn biến tại khu vực Trung Đông, đặc biệt liên quan đến khả năng Iran tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Israel. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các nước đồng minh cùng ngày đã kêu gọi Iran kiềm chế, không làm căng thẳng leo thang. Trong bài phát biểu tại Tel Aviv, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel Thiếu tướng Daniel Hagari cho biết, trước các nguồn tin dự báo sắp xảy ra cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel, nước này vẫn đang theo dõi sát những diễn biến ở Trung Đông, đồng thời sẵn sàng ở mức cao nhất trong phòng vệ và tấn công. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel vẫn chưa đưa ra hướng dẫn mới cho người dân về công tác an ninh an toàn. Động thái của Israel diễn ra trong bối cảnh nguồn tin khu vực ngày 12 tháng 8 cho biết một cuộc tấn công trả đũa của Iran và các lực lượng vũ trang Hồi giáo nhằm vào Israel có thể diễn ra trong vòng 24 giờ. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Italy để thảo luận về căng thẳng ở Trung Đông, trong đó kêu gọi Iran kiềm chế, đồng thời bày tỏ tán thành lời kêu gọi từ Mỹ, Qatar và Ai Cập nối lại các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Còn tại cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm qua đã hối thúc Iran kiềm chế hành động trả đũa, kêu gọi các bên xuống thang căng thẳng và tránh làm xung đột lan rộng. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban đã sơ tán toàn bộ trụ sở của lực lượng này ở Dahiyeh, ngoài ô thủ đô Beirut của Liban, để chuẩn bị cho tình huống leo thang chiến sự với Israel. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chỉ huy quân sự của phong trào này là Fuad Shuk mới đây đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Theo truyền thông Liban, kể từ sau vụ Fuad Shuk bị ám sát đêm 30 tháng 7, lực lượng Hezbollah đã di chuyển dần các nhân sự cấp cao của mình khỏi Beirut để đối phó với các cuộc không kích tương tự của Israel. Trong khi đó, giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực biên giới giữa miền Nam Liban với miền Bắc Israel, khiến cả hai phía đều có thương vong và thiệt hại. Israel cho biết đã tập kích các mục tiêu của Hezbollah ở khu vực Tebet và Adaset gần biên giới trong ngày 12 tháng 8, khiến ít nhất hai thành viên Hezbollah thiệt mạng. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn Mỹ đã tổ chức họp báo chung để công bố thời điểm tiến hành cuộc tập trận Lá chắn tự do Unchi. Đây là cuộc tập trận liên quân đầu tiên được triển khai kể từ khi hai nước thông qua hướng dẫn chung về tác chiến răn đe hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận Lá chắn tự do Unchi sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 29 tháng 8 với sự tham gia của hơn 19.000 binh sĩ hai nước, tập trung huấn luyện 48 nội dung trên thực địa, như tập trận cơ động liên quân ngoài trời, diễn tập đổ bộ đường biển, diễn tập bắn đạn thật, tập trận giữa lực lượng thủy quân lục chiến hai nước. Trong cuộc tập trận, hai bên sẽ đặt trọng tâm vào việc đối phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt, tác chiến đa miền, sử dụng các vũ khí đa dạng, để từ đó nâng cao hơn nữa năng lực và trạng thái sẵn sàng đối phó của liên quân hai bên. Đáng chú ý, ngoài quân đội Mỹ và Hàn Quốc, các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNC, cũng tham gia cuộc tập trận lần này. Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết đánh giá những diễn biến hiện tại ở khu vực biên giới với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng. Cam kết trên được Tổng thống Putin đưa ra trong cuộc họp về tình hình tại các tỉnh Kursk, Belgorod và Bryansk trong bối cảnh Ukraine triển khai tấn công vào khu vực này. Tổng thống Putin cho biết nhiệm vụ hiện nay của Nga là đẩy lùi quân đội Ukraine, đồng thời chỉ thị các cơ quan dân sự tại khu vực này hỗ trợ các lực lượng an ninh làm nhiệm vụ. Nhà lãnh đạo Nga cũng tuyên bố sẽ không hòa đàm sau những động thái mới của Kiev. Ukraine đã triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào khu vực Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8. Ngày 9 tháng 8, Ủy ban chống khủng bố quốc gia của Nga áp dụng các biện pháp an ninh tại ba tỉnh trên để đảm bảo an toàn cho dân thường và ngăn chặn các cuộc tấn công, bao gồm việc di dời người dân đến các khu vực an toàn. Thống đốc tỉnh Belgorod ngày 12 tháng 8 xác nhận địa phương này đã bắt đầu di dời cư dân đến nơi an toàn hơn.